Rồi em sẽ test chim ly đã 5, model là AVC3890. Đây là nút standby, nút tắt nguồn hẳn luôn. Rồi tắt này là tắt nguồn hẳn luôn. Mà còn này là tắt, này là nó vẫn còn nguồn. Tức là tắt nó đèn đỏ, mở lên đèn xanh. Đây, đang tắt thì nó mở đèn xanh luôn. Rồi nút chuyển ngõ vào. Ngõ vào CD là cổng analog, cổng bông sen. Rồi ngõ VDB là cổng quang. Cổng quang tín hiệu từ TV xuống. Rồi đầu tiên là test cái cổng CD nè, cổng analog nè. Rồi nút tắt mở EQ nè. Tắt nè. Mở lên nè. EQ là gì? Equalizer. Mở lên thì nó sẽ hay hơn. Rồi muốn chỉnh bass chép nè, tone control nè. Là mũi tên trái phải để cộng trừ bass và mũi nhấn nè, cộng trừ chép nè. Rồi nếu như hát hai lo thì nhấn stereo nè, hát hai lo. Chỉ có hai lo thôi, hai lo chính, hai lo phong thôi. Rồi nhiều lo là 7 CH stereo. Nhấn chỗ nào? Đấy, 7 CH stereo. Rồi kiểm tra lại bass chép. Bass chép này tắt bass chưa? 6 tới 16 không? Rồi kiểm chuyển qua ngõ VDB là cổng quang. Hai lo. 7 lo. Rồi hai lo chính nha. Hai lo chính. Hai lo chính, hai lo chính đây. Rồi nếu nó có lo center thì gắn vào đây. Rồi một cặp loa surround. Rồi một cặp surround. Rồi tổng cộng là 7 lo nha. Rồi đây là cổng Otico 1 nè. Tín hiệu từ Smart TV xuống nha. Rồi. Mở ra xem có cái đèn đỏ nha. Kết nối ok rồi, nó có đèn đỏ. Rồi đây là cổng analog nè. Cổng này thì chơi đĩa CD cũng được, cũng như là vang số đưa xuống cổng này cũng được, thì chọn là ngõ CD. Rồi sub điện đây, sub buffer đây, sub điện kết nối vào đây. Điện áp 100V, công suất 290W, này là phải xài cục đổi điện là 1 kg nha. Rồi made in Japan luôn. Cái ghép vang. Đấy. CD ngõ analog nha. Là vang xuống nè. Vang xuống. Rồi. Vang xuống là cổng analog. Rồi điện 100V. CD cũng gần đó luôn. CD là cổng analog, cứ CD là cổng analog nha. Nhưng mà muốn cái ghép vang vô rồi cổng CD.